là 12 và bàn thua là 29. Huy Hiệp không được. Sau chiến thắng 3-1 trước Sài Gòn cách đây không lâu, Huy Hiệp. Như vậy tỷ số đã mở dành cho Hoàng Thư. Cú đá rất gần với vòng tròn trung tâm của anh Thùy đã mang về bàn thắng dành cho cao thủ Hoàng Thư Đà Nẵng. Rất bất ngờ. Evan sút bóng không thể có pha ra chân. Như vậy là trọng tài đã cắt còi. Trọng tài đã cắt còi và ông đã chỉ tay vào chấm penalty. Evan không vào, đã bơi. Vậy không vào. Ngọc Lý đã chơi quá xuất sắc. Chính xác là bóng đá chạm vào người của anh. Evan đã khá tâm lý ở trong pha bóng vừa rồi. Satech rất đặc léo qua người rồi. Nguy hiểm quá, đâu mà rồi. Chết đẹp, không vào. Vẫn là pha xoay trở hay của anh Duy. Vào. Anh Duy lại ghi bàn ở trong hiệp đấu thứ hai này. Một kịch bản rất giống so với đầu tiên. Chỉ khác lần này anh đã sút bóng từ bên phía hàng cánh phải. Đến thứ hai ở trận này, anh Duy đến bài ở thủ môn Ngọc Long. Chân trái vào. Cuối cùng thì Minh Tuấn đã có được bàn thắng đầu tiên ở trận này dành cho Satech. Qua đó thắp lên niềm tin hy vọng dành cho đội bóng phố biển đến từ Nha Trang Khánh Hòa. Minh Tuấn chắc chắn là sau bàn thắng này thì trận đấu sẽ diễn ra hay hơn. Thế bế tắc của cầu thủ Satech đã được khai thông. Đang chỉ có được 9 điểm. Huy Hiệp vào. Một pha ghi bàn ở cột đai. Cuối cùng thì sau rất nhiều lần cả cầu thủ Satech đã có được bàn thắng. Tỷ số lên sang bằng 2 đều. Bàn thắng vừa rồi được ghi do nộp của Công Toàn. Nhịp nhàng anh Duy. Anh Duy